Xin chào quý vị và các bạn. Sau một thời gian dài khá im ắng thì Taco Mazda lại đang gây chú ý với hai sản phẩm hoàn toàn mới nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Vậy, những mẫu xe mới này nằm trong phân khúc nào, có kiểu dáng, trang bị và động cơ ra sao, mức giá dự kiến thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trước hết, cả hai mẫu xe Mazda CX-3 và Mazda CX-30 đều là những mẫu crossover mà một số người có thể gọi là SUV gầm cao. Trong loạt xe CX của Mazda thì các xe này đều nằm dưới Mazda CX-5, trong đó CX-30 nằm dưới CX-5 và trên CX-3. Nói một cách nôm na, dễ hình dung là CX-3 như Mazda 2 nâng gầm, trong khi CX-30 ra đời muộn hơn như Mazda 3 thế hệ mới nâng gầm. Hai mẫu xe này dự kiến sẽ được ra mắt tại nhà máy Mazda ở Chu Lai, Quảng Nam vào ngày 20 tháng 4 tới đây, trước khi ra mắt tại hệ thống đại lý sau đó vài ngày. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên hưởng lợi thế về thuế nhập khẩu là chỉ có 0%. Về mặt chi tiết, Mazda CX-30 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo, mang nhiều nét tương đồng với các dòng CX như CX-3, CX-5 hay CX-8. Đây là mẫu xe ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống giữa Mazda CX-3 và CX-5. Xe có kích thước tổng thể dài 4m395, rộng là 1m795 và cao là 1m54. Chiều dài cơ sở 2m655. Mazda cho biết đã bố trí không gian nội thất và ghế ngồi của CX-30 nhằm mang lại không gian và tư thế ngồi thoải mái cho khách hàng. Hàng ghế trước có tay vịn cỡ lớn, hàng ghế sau có khoảng cách xa hơn so với ghế trước. Chiều cao của vị trí ngồi và chiều cao sàn được điều chỉnh lại để đảm bảo một không gian rộng rãi. Dung tích của khoang hành lý đạt khoảng tầm 430 lít. Tại nơi sản xuất Thái Lan, Mazda CX-30 dùng động cơ Skytip Z 4 xi lanh 2.0 lít cho công suất tối đa 162 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 213 Nm tại 4.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cơ trước. Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson ở phía trước và giảm xóc sau dạng thanh xoắn. Vì được phát triển chung một khung gầm nên CX-30 chia sẻ khá nhiều với người anh em Mazda 3 thế hệ mới. Chính vì thế, nội thất của CX-30 mang thiết kế tương đồng so với Mazda 3 hatchback. Ghế ngồi bọc da màu nâu với ghế lái chỉnh điện 10 hướng, trong khi ghế hành khách chỉ chỉnh tay. Mazda CX-30 trang bị màn hình thông tin giải trí 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto. Trang bị màn hình hiển thị trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh 8 loa và camera lùi. Dự kiến Mazda CX-30 sẽ có nhiều phiên bản, giá dao động từ hơn 700 triệu đồng đến hơn 900 triệu đồng tại Việt Nam. Với mức giá này, Mazda CX-30 có thể cạnh tranh với hàng loạt mẫu xe cùng tầm tiền như Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Hyundai Tucson, v.v. Hiện các đại lý Mazda trên toàn quốc đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Về phần mình, Mazda CX-3 đã từng được đưa về Việt Nam trưng bày tại một triển lãm ô tô tại Hà Nội năm 2017 nên không quá xa lạ với nhiều người quan tâm đến thương hiệu Mazda. Tuy nhiên ở thời điểm đó, xe được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản với mức giá dự kiến rất là cao, hơn 900 triệu đồng nên khó có cơ hội thành công. Và Thaco quyết định chờ đến thời điểm này để nhập Thái Lan với thuế thấp hơn để có thể bán ra với giá hợp lý hơn. Được biết tại Thái Lan, Mazda CX-3 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng Skytip Z, dung tích 2.0 lít cho công suất tối đa là 148 mã lực và mô men xoắn cực đại là 201 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cấu trước. Mazda cho biết động cơ của xe đã được tinh chỉnh để mô men xoắn cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Công nghệ GVC giúp xe ổn định hơn khi vào cua, hệ thống treo được cải thiện. Hiện tại, Mazda CX-3 có giá hơn 700.000 đến hơn 900.000 bạt Thái, tương đương từ 560 đến hơn 700 triệu đồng. Dự kiến khi về Việt Nam, Mazda CX-3 sẽ có giá từ hơn 600 triệu đến hơn 700 triệu đồng. Trên thị trường thế giới, đối thủ thực sự của Mazda CX-3 là Toyota CHR và Honda HR-V. Tuy nhiên tại Việt Nam, Honda HR-V được định giá cao từ 786 đến 866 triệu đồng, còn Toyota CHR vẫn chưa có mặt. Vì thế, cạnh tranh về giá với Mazda CX-3 có thể là hàng loạt đối thủ đáng gờm như Hyundai Kona, Kia Seltos, Ford EcoSport hay Toyota Corolla Cross bản tiêu chuẩn, v.v. Vâng, bản tin của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.